Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu hai chiếc xe ô tô nha mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Cậu Nguyên á. Chú xin mắt quá đông như này. Cát nữa. Đó không biết chỗ ai đây ạ. Cô thầm mình thuốc à. Tao sợ nó vỡ quá mày ơi. Rác đúng rồi đâu. Ừ. Thôi. Mì này ăn không, ăn mì xào được không, ăn nước được không? Sao lại ăn nước? Tại nó bị vỡ trứng rồi, nó không thành mì nhá. Yeah. Ừ. Chắc phải được. Hơi vỡ, cũng không vỡ hẳn nhưng mà cũng hơi vỡ rồi. Nó bị ấy ra nước hết rồi. Nhúng vào vẫn được không mày? Được. Ấy đi. Nó cho sốt vào nó vẫn ngon. Thôi, hay là tao ăn mì nước được không? Mì này ăn mì thành nước được không? Được mà. Tao ăn mì nước rồi. Nhưng mà chắc để lâu một tí. Ờ, đúng rồi, bởi vì mì đó nó dai. Trứng nó chưa chín nào anh? Chưa chín luôn, nhưng mà nó bị lộn ấy. Chính là nhà ấy, xong rồi bị tao cho. Ừ, nhưng mà hôm nay tao học con nhà. Sướng nhí. Thì ăn cơ chú không sao đâu. Chúng ta và những tin dụng bất ổn của chúng ta. Hình như là lần lượt được cái sao cũng nhỉ. Sao phải ba cũng chưa được. Không có xúc xích à, hôm nay không có mắm à? Không. Nếu mà có mắm tao ăn chứ. Tao ăn mắm mắm. Thành trăng. Quên không biết mắm mắm thì cứ không yêu tao mắm mắm. Không có mắm mắm được. Nó vẫn còn xanh. Chắc mình tưởng cô sao nó phải đợi. Nó có hiện phút ở đấy không? Có, không hiện phút rồi chắc chết. Không, gần đấy, tao vừa nói xong là 5 phút là vừa đó mày. Ok. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Lúc đầu mày có giới thiệu không? Có chứ.